kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vận động viên, thưa các vị khán giả và toàn thể bóng tham dự giải đá cầu bảy thế hệ 7X của đồng niên 79 đồng kỳ mở rộng năm 2020, trải qua rất nhiều những trận đấu và trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Cuối cùng ngày chúng ta đã có mặt ở đây và chọn ra được những vô địch mới của bóng đá 7X khu vực. Tuy nhiên trước khi bước vào những lễ trao giải thưởng tập thể, chúng ta sẽ cùng đến với giải thưởng dành cho những cá nhân. Đầu tiên là giải thưởng dành cho danh hiệu găng tay vàng thủ môn xuất sắc nhất giải đấu, xin được vinh danh thủ thành của cao thủ hương mạc Alexander Hiacache. Một giải đấu rất thành công với cá nhân của Alexander Hiacache. Và với phần thưởng này thì anh sẽ là người ông chủ của quán cà phê Nghĩa Mạc, sẽ có một tuần uống cà phê đồ uống miễn phí tại quán Nghĩa Cà Phê tại Hương Mạc từ Sơn Bắc Ninh. Một giải đấu thành công. Giải thưởng tiếp theo tôi xin được trịnh trọng giới thiệu giải thưởng dành cho cầu thủ vượt phá lưới, gọi tên cầu thủ Đức Đàm của Ninh Trang, 7 bàn thắng. Xin chào, kính mời cầu thủ Đức Đàm. Ninh Trang đã kém đi một chút may mắn, họ thất bại trước Thì Đôi ở loạt trận bán kết. Và với một cú đúp tranh ba tư trước cầu thủ Từ Sơn, Đức Đàm hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu quả bóng vàng ở một giải đấu này. Và tiếp theo, chúng ta xin được gọi tên và vinh danh đội bóng những tập thể xuất sắc nhất giải đấu này. Giải ba, xin được gọi tên câu lạc bộ Đình Tràng, họ đã tiếp tục bảo vệ thành công tấm huy chương đồng của mình ở mùa giải 2019. Và hôm nay họ xuất sắc giành vị trí thứ ba ở giải bóng đá 79 đồng kỳ mở rộng năm 2020. Và xin mời các cầu thủ bên phía đội bóng Đình Tràng chúng ta cùng huy chương đồng bảng danh vị đến từ hàng trước. Tập thể của các đội Đình Tràng, một đội bóng thi đấu rất quyết tâm, luôn cháy hết mình. Họ là đội bóng kết hợp của tam thắng. Xin cảm ơn các đội Đình Tràng. Và tiếp theo, xin được trịnh trọng giới thiệu đội bóng Á quân của mùa giải 2020 đầu tiên. Xin chào, kính mời câu lạc bộ bóng đá cầu bảy Thì Đôi. Xin mời các cầu thủ Thì Đôi cùng xếp hàng để nhận được huy chương. Ngày thi đấu kém đi các may mắn, thiếu đi một chút may mắn và Thì Đôi đã không thể lên ngôi vô địch. Họ có mặt trong trận đấu chung kết cuối cùng với rất nhiều những sự kỳ vọng, nhưng ở những thời điểm, những khoảnh khắc mà Hương Mạc đã tận dụng tốt hơn, đội bóng đã lên ngôi vô địch và mùa giải này một cách xứng đáng hơn. Và xin chúc Thì Đôi sẽ có một mùa giải thành công ở những giải đấu tiếp theo cho phe 7X. Xin cảm ơn câu lạc bộ Đội bảy Thì Đôi.
và có lẽ đây là thời khắc mong chờ nhất của mọi giải đấu, thời khắc để chúng ta nâng cao chức vô địch, thời khắc để chúng ta gọi tên đội bóng xuất sắc nhất, lì lợm nhất, bản lĩnh nhất. Xin được chào đón nhà vô địch giải bóng đá 79 đồng kỳ mở rộng năm 2020, đội bóng Hương Mạc. Thật là kính mời ban lãnh đạo của 79 đồng kỳ sẽ lên trao huy chương, bảng danh vị, chức vô địch cho đội bóng 79, đội bóng tàu 7 Hương Mạc. Một giải đấu rất thành công, và trong một khoảnh khắc lóe sáng, Hải Philip đã mang về hai bàn thắng cho đội bóng Hương Mạc trong trận chung kết ngày hôm nay. Ngay sau đó là một tình huống tỏa sáng của Quang Đạo và người dứt điểm bồi là Tiến Anh, Trương Tuấn Anh. Một giải đấu thành công, quá thành công. Hương Mạc đã phá đi cái giấc mà 6 năm qua họ chưa lên vô địch. Kể từ năm 2014, đội bóng Hương Mạc lên vô địch thì đến thời điểm này, lần đầu tiên họ vượt qua cái giấc ông vua giải 3 và ông vua giải 2 để lên vô địch. Còn một giải trước thì mùa giải năm 2019 đầu năm tại sân Nam Hồng, Hương Mạc cũng đã thất bại trước Từ Sơn trong trận chung kết cuối cùng. Còn năm nay thì họ đã đổi được bóng huy chương. Với đội trưởng Giang Đạo, khoảnh khắc được mong chờ nhất, và xin chúc mừng cho từ Hương Mạc, các bạn là nhà vô địch của giải bóng đá 79 kỳ mở rộng năm 2020. Bình luận viên Anh Hùng đội ngũ người truyền lửa bóng đá phong trào xin được cảm ơn sự tin tưởng, sự đồng hành đến từ các anh em 79 đồng nghị, và xin kính chúc tất cả các anh em thế hệ 7X một năm mới an khang, thịnh vượng và sự lý. Xin chào và hẹn gặp lại.